làn sương mờ, vương theo làn mây trắng, hoa ban hoa mai rừng nở bừng muôn sắc xuân. Nhìn vùng cao em đây mà gửi thương vào câu ca, đem anh người khách lạ từ miền xuôi tới chơi nhà. Nếu như anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Bóng đêm ngon lửa hồng, vò rượu cần chưa uống đã say, nơi xưa kia chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe duyên chúng mình. Tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then, mùa xuân tới có bao ngọt ngào trao tình nồng đến cha. Thì thực sự ra nó là một cái công cụ mà có thể nói rằng là đúng là xứng đáng trong thời đại hiện đại hiện nay, cực kỳ là có giá trị. Bởi vì chúng tôi thấy rằng là tôi lấy ví dụ cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của chúng tôi vừa rồi đứng số 1 toàn tỉnh, và điểm trung bình của tôi là lớn hơn toàn quốc, là cũng giờ nhờ có cái công nghệ thông tin đấy. Vì chúng tôi dạy qua Zoom rồi qua Microsoft Teams đấy, thì chúng tôi đều đạt được cái việc đó, là ứng dụng cái đó để giúp cho các em học sinh. Thì tôi mong muốn là như này, thứ nhất đó là các thầy cô giáo được học tiếng Anh, bởi vì với cái hoàn cảnh là thầy cô giáo của Việt Nam nói chung đã, và của Sơn La nói riêng, thì cái điều kiện về tài chính cũng như là rất rất eo hẹp. Các thầy các cô phải đi dạy thêm để kiếm tiền kiếm sống, điều đấy là nói lên rồi. Thế nhưng mà cái lòng yêu trẻ của các thầy các cô thì không bao giờ vơi cả. Đấy thì chỉ mong sao là có một cái chương trình tiếng Anh nào đó giúp được cả vấn đề về tài chính mà giúp được cả vấn đề về chuyên môn cho các thầy các cô. Mục tiêu của chúng tôi đó là học để làm gì, chứ không phải học để trang điểm. I think that my school is really care about our English, so they will they give a lot of chance to us to speak English. Từ nhỏ ấy, thì chủ yếu cái việc học là liên quan nhiều tới từ vựng và ngữ pháp là chủ yếu, đó là đặc trưng của giáo dục Việt Nam. Đấy, và cái cơ hội để mà giao tiếp với người nước ngoài đối với học sinh miền núi như chúng mình thì không có nhiều. Ở Sơn La thì tương đối là kém phát triển, để ý thì chúng tôi ở xa những vùng trung tâm, nên là những cái trung tâm tiếng Anh lớn tốt thì thường người ta không đầu tư lên đây, và chúng tôi thường là sẽ phải tự học. Và cái đặc điểm thứ hai là chúng tôi ít có cơ hội giao tiếp với cái người bản ngữ. Quá trình học tiếng Anh của mình nó gặp rất là nhiều cái khó khăn, và khi mà gặp khó khăn ấy thì mình lại cảm thấy là không muốn dừng lại, tiếp tục học nữa. Rất nhiều lần như thế, cứ học đi học lại qua rất nhiều khóa, nhưng mà cảm giác trình độ tiếng Anh của mình không được cải thiện nhiều lắm. Hơi thấy hụt hẫng với bản thân. Mình cũng tham gia một số các chương trình hợp tác của nhà trường với các cái đối tác của Australia, và sau đó thì cũng đã tiếp cận được chương trình học tiếng Anh PTS cộng với một số những chương trình học tập khác. Thì cái mà mình ấn tượng nhất với PTS đó chính là cái việc mình được tham gia giao tiếp tiếng Anh với người bản ngữ. Thì đấy là cái cơ hội mà không nhiều chương trình giáo dục tại Việt Nam có thể làm được. Bởi vì là khi mà tham gia PTS, mình có thể gặp giáo viên ở Anh, ở Mỹ, ở Australia hay là các quốc gia khác mà họ nói tiếng Anh, là thứ tiếng Anh là thứ ngôn ngữ chính của họ. Và đó là cái cơ hội mà mình nghĩ là rất là quý giá, và nó cải thiện mình rất nhiều. Sau đó thì trong các chương trình hợp tác, mình có thể giao tiếp với các chuyên gia đến với trường đại học Tây Bắc bằng tiếng Anh tương đối là thành thạo, bởi vì là mình đã được rèn luyện rất là nhiều khi mà mình tham gia các khóa học QTS. Khi vào học QTS thì tôi thấy rằng là QTS có sử dụng một cái nền tảng công nghệ rất là hiện đại, và đặc biệt đấy là cái tính năng group class, là tôi có thể học với các thầy bản ngữ cũng như là những cái bạn học mà có cùng trình độ với mình ở khắp các nơi trên thế giới. Thì thực sự là tôi khi mà tôi học những cái group class đấy thì tôi thấy rằng đấy là cái cơ hội rất tuyệt vời để tăng cái tính tự tin cho mình khi mình giao tiếp bằng tiếng Anh. Cái đấy là cái điều rất là cần thiết.
Khi tôi tự học ngày xưa thì tôi chủ yếu là tôi trau dồi được cho mình cái kỹ năng về mặt ngữ pháp, về mặt từ vựng. Tuy nhiên về kỹ năng về mặt nghe và mặt nói thì hầu như là không được cải thiện nhiều. Thế thì trong vòng một năm gần đây thì cái số lượng bài học ở trên QTS, ở những cái lớp mà học với thầy bản ngữ thì rất là nhiều và đa dạng. Có thể một ngày tôi học hẳn được hẳn 2-3 cái lớp Việt. Và mỗi lớp 30 phút thì cái cơ hội để mình được nghe, mình được chia sẻ và mình nói thêm cái quan điểm của mình, cũng như là chia sẻ về cái văn hóa ở Việt Nam, như con người Việt Nam, thì cái điều đấy cũng là một cái cơ hội để mình gia tăng cái kỹ năng nghe nói và đặc biệt là cái sự tự tin của mình khi mà nói về tiếng Anh. Thì đấy là cái điều mà tôi cảm thấy tuyệt vời nhất khi mà tham gia vào QTS. Lúc đầu mình rất là không tự tin vì mình ngại nói. Thì khi mà nghe một số bạn khác nói thì mình thấy là các bạn, thực ra các bạn nói cũng không hẳn là trôi chảy lắm, nhưng các bạn lại ở nhiều nước khác bạn lại rất tự tin. Thế tại sao mình lại không tự tin mình nói lên một tí? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà học thì thấy nhiều bạn nước ngoài, nhiều bác ấy ạ. Tức là mình phải gọi bằng bác vì nhiều bác ở nước ngoài, các bác ấy vẫn rất là mê học, rất là thích học. Thế mình bảo tại sao người ta học được mà mình trẻ như này mình lại không học được. Thế là tự nhiên mình tạo thành cái động lực, mình rất là thích học. Em cảm thấy hay, đấy là hai cái mà em rất là tâm đắc với cái chương trình của QTS ạ. Bất cứ lúc nào rảnh, vào buổi trưa và buổi tối, mình đều dành thời gian để ở đây. QTS tạo cho tôi một cái cơ hội mà tôi có thể học thuận tiện trong ngày, bất kỳ lúc nào, kể cả từ 0 giờ đêm đến 24 giờ. Đấy là cái điều rất thuận lợi. Khi mà học xong QTS thì mình có một cái phản xạ tự nhiên hơn. Khi mà mình nói thì mình đỡ phải sắp xếp những cái câu ấy, mình cái cách mình nói chuyện, tiếp cận với cả cái người nước ngoài, người bản ngữ, mình thấy mình tự nhiên hơn. Thế là em cảm thấy rất là mừng mình cái điều đấy, cái sự thay đổi của bản thân mình. Mình rất là sẵn lòng và luôn luôn chào đón cái chương trình học tiếp theo, bởi vì cái việc mà rèn luyện mà khả năng tiếng Anh ấy, mình nghĩ đó là cái việc làm thường xuyên và liên tục, không thể nghỉ được. Cho nên là nếu như chúng ta mà tạm dừng mất một thời gian thì khả năng nghe và nói của chúng ta sẽ giảm sút rất là nhiều. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia các khóa học của QTS để cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình. Thì như tôi vừa nói thì QTS thực sự là đã mở ra một cái cách học tiếng Anh nó thuận tiện hơn rất nhiều cho cá nhân tôi, và tôi nghĩ là với các đồng nghiệp của tôi ở trong trường đại học Tây Bắc cũng vậy. Nên là không có cớ gì mà tôi lại không mong muốn lại được tiếp tục đồng hành cùng với QTS, và đặc biệt là lại được QTS quan tâm và tiếp tục cấp học bổng để hỗ trợ tôi. Tại vì tôi cũng biết rằng QTS thì là một tổ chức mà mong muốn đem những cái phương thức, những cái kiến thức của thế giới tiếp cận với những cái đất nước mà đang... Em nghĩ là với câu hỏi này thì bất cứ ai mọi người đều sẽ nói là rất mong muốn. Và em nghĩ là một trong những cái may mắn của cuộc đời là mình gặp một người thầy tốt. Thì mình khi mà tham gia QTS thì em cảm giác như là mình đã chọn được một cái phương pháp học, một cái cách học ấy, mà mình cảm thấy là mình có sự thay đổi trong cái trình độ của mình.